Song Hiko rớt giá thảm hại, bị một nam thần từ chối thẳng mặt, người đàn ông lạ xuất hiện giải vây. Là những gương mặt nổi tiếng bậc nhất màn ảnh xứ sở Kim Chi, không lạ gì khi cả Song Hiko và Kim Rae-won lại gây sốt đến thế khi cùng tham gia đóng chính một bộ phim. Bộ phim Phòng khám Sun Pong lên sóng vào năm 1998 đã đánh dấu lần đầu tiên Song Hiko và nam tài tử chuyện tình Harvard kết hợp. Đây cũng là lần đầu tiên Song Hiko đóng vai tuyến nhân vật chính, nên tác phẩm có ý nghĩa to lớn đối với riêng cô nàng. Ở thời điểm đó, Song Hiko nhanh chóng gây sốt vì sở hữu diện mạo xinh đẹp, tươi trẻ và chút tinh nghịch đáng yêu. Trong khi đó, Kim Rae-won lại thu hút sự chú ý của công chúng với vẻ điển trai ngời ngời và chiều cao ấn tượng. Cả hai có những tương tác đáng yêu và thân thiết tới nỗi họ từng dính vào tin đồn phim giả tình thật một khoảng thời gian rất lâu kể từ sau khi phim kết thúc. Phòng khám Sun Pong đã kết thúc được 25 năm, cả hai hiện tại cũng có những định hướng và cuộc sống riêng. Với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, Song Hiko được mệnh danh là nữ hoàng rating của Hàn Quốc. Nữ diễn viên đã sở hữu trong tay nhiều tác phẩm nổi tiếng, phải kể đến như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời và gần đây nhất là Vinh quang trong thù hận. Trong khi đó, Kim Rae-won cũng chẳng hề kém cạnh với các tác phẩm nổi tiếng là Cô dâu 15 tuổi, Chuyện tình Harvard, Lời hứa 1000 ngày, Chuyện tình bác sĩ. Tuy hợp tác ăn ý là vậy nhưng Kim Rae-won lại từng thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với một mỹ nhân K-pop khác mà không phải là Song Hiko. Cụ thể, khi trở thành khách mời của chương trình Please Take Care of My Refrigerator trên kênh GTBC, anh chàng đã tiết lộ Park Shin-hee mới là người từng hợp tác ăn ý nhất với mình trong số các diễn viên nữ mà nam diễn viên từng hợp tác. Tuy không phải là những bạn diễn tốt nhất của nhau, nhưng có thể thấy giữa Song Hiko và Kim Rae-won vẫn luôn duy trì được mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Mặc dù đều gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp, nhưng dường như hai ngôi sao lớn của K-pop lại có một điểm chung, đó là đều đang cô đơn lẻ bóng. Kim Rae-won lại từng đau khổ đến mức suýt bỏ thế gian chỉ vì mối tình đầy cay đắng. Hiện tại, nam tài tử điển trai vẫn đang độc thân, anh hoạt động nghệ thuật sôi nổi bên cạnh việc duy trì một cuộc sống cá nhân lành mạnh. Về phía Song Hiko, cô ba lần phim giả tình thật với bạn diễn bao gồm Lee Boo-hun, Hyun Bin và Song Joong-ki. Sau Hậu duệ mặt trời, cô và Song Joong-ki tiến tới hôn nhân nhưng đã đường ai nấy đi trong khoảng 2 năm chung sống. Đến nay, dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn, song mỹ nhân họ Song vẫn chưa tìm được hạnh phúc mới và đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính. Giữa lúc khán giả đang tò mò về danh tính người sẽ lọt vào mắt xanh của Song Hiko, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh nữ diễn viên đang thân mật với một người đàn ông. Trong đó cả hai gặp gỡ tay bắt mặt mừng tại một buổi tiệc sang trọng. Song Hiko diện váy xẻ ngực táo bạo, cô trông rất hạnh phúc khi gặp gỡ đối phương. Được biết, nhân vật trong ảnh là một lãnh đạo cấp cao của nhãn hàng mà Song Hiko đang làm đại sứ. Từ trước đến nay, nữ diễn viên nổi tiếng với thái độ hòa nhã, thân thiện khi gặp gỡ các quan khách. Tại phần bình luận, khán giả dành lời khen cho trạng thái tích cực của Song Hiko trong ảnh, đồng thời ca ngợi sự tinh tế trong giao tiếp của nữ diễn viên. Hiện Song Hiko chưa đưa ra quyết định chính thức cho dự án tiếp theo sau The Glory. Cô được mời đóng chính trong phim The Prince of Confession cùng Han So-hee, nhưng cả hai đã từ chối ở phút chót vì không chốt được thỏa thuận với nhà sản xuất. Tin tức này khiến nhiều khán giả yêu thích bộ đôi mỹ nhân này vô cùng tiếc nuối. Mặc dù không có cơ hội hợp tác trong bộ phim này, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một dự án trong tương lai với sự góp mặt của cả hai.